Rồi, trên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nha. Chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng, địa chỉ là khu phố 1, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì trong video báo giá ngày hôm nay thì em xin chi tiết đến tất cả các quý anh chị em và các bạn con quay RS đời 2007, xe zin nguyên nha. Từ trong ra ngoài là zin hết, là con này là zin tất tần tật luôn nha. Con này vừa mới lấy về thôi. Thì nói chung là ngoài hình rất là đẹp, con này nhìn rất là cứng cáp nha. Chưa dập tút, chưa một cái gì hết. Con này vừa mới lấy về thôi. Thì quay chia sẻ lên tất cả anh em. Anh em nào mà có nhu cầu mà mua thì liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hàng Sáng qua cái đầu số là 0983 533 445 anh em nha. Thì anh em coi video nhớ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký nha, để không bỏ lỡ những video báo giá tiếp theo của em tại kênh chuyên xe cũ giá rẻ nha mọi người. Và bây giờ em xin chi tiết cho anh em xe thì đời 2007 dàn chân nè. Anh em coi dàn chân thì nói chung là có độ sơn nha. Xe là chưa dập tút gì nha mọi người. Eo dầu hai vít nè, ốc ác, tất cả đĩa thắng đồ, tất cả các tử cầm đùng liền ha, đều là tất cả đều là zin theo xe nha mọi người. Zin nguyên bản. Vỏ rồ cũng rất là dày nè anh em. Anh em mua về là sử dụng luôn nha, không phải là suy nghĩ là sửa chữa hay là một bất kể một cái gì nha. Ai nữa nè, dàn chân biết sao? Bên hông này. Nói chung là nổ sơn thôi, còn tất cả đều đã ok hết nha mọi người. Tất cả đều theo xe zin hết nè. Yeah, đồ cũng vậy nha. Yeah, đồ cũng vậy nha mọi người. Con này thì nhìn cái dàn chân nó còn cứng không? Còn đẹp. Cục máy thì cục máy zin nha anh em. Xe máy móc nguyên zin. Dàn áo thì cũng rất là đẹp này. Dàn áo thì áo zin luôn, áo zin tem bọc zin theo xe này. Đây. Anh em tham khảo nha. Áo zin tem bọc zin tất cả các cái chi tiết này. Anh em coi xem bằng lâu ngày thời gian nó chóc nó trời ra này. Đây. Nhưng mà tất cả là đều là zin theo xe nha. Những cái chi tiết này anh em nhìn thấy không? Tất cả đều zin theo xe. Rồi bao tay, gù. Bao tay, gù, tay thắng. Chóa đèn. Có một cái bóng này là nó thay cái bóng mới thôi, nhưng mà là cũng vẫn là ánh sáng vàng nha anh em, chứ không phải là bóng led. Đây nha cả nhà. Quay chi tiết vậy luôn á. Cục máy này, bình xăng này, tất cả đều là zin nha mọi người. Con này thì chưa qua dặm tút luôn anh em ạ. Con này thì chưa qua dặm tút luôn anh em. Con này là chất nha, chất rất là chất luôn. Mới vừa lượm về thì có sao để vậy này. Đó. Anh em nhìn những cái chi tiết này này. Cần số rồi nè, anh em nhìn những cái chi tiết này đều, tất cả là đều theo xe hết nha. Ốc tán rồi, chân trống rồi, rất đẹp. Bán để chân ha, cao su trước, cao su sau gì đó. Nói chung là đều là cũ theo xe hết nè. Thì nó mòn hết anh em nè. Đây 2007. Hộp xích đồ y nguyên nè, hộp xích là chưa dặm tút luôn nè. Theo xe luôn. Không có dặm tút gì luôn nè. Có sao vậy luôn. Cục vàng anh em. Tem rất đẹp nha. Tem đúng zin của nó rất đẹp nha anh em. Nó chảy xíu thôi này. Đây là chảy, những cái này không bao giờ đáng kể gì hết anh em ạ. À. Anh em mua con xe cũ thì đôi khi những cái này là cái điều nhỏ nhặt ha, chấp nhận được anh em ạ. À. Hai nữa là cái cục máy của nó là cục máy zin, nên anh em đảm bảo tất cả các cái vận hành của nó đó êm ái, là bền bỉ nha. Căm đùm điền sau nha. Samcoxy căm đùm điền zin anh em này, những cái chất căm này. Má đồ là rất là zin đẹp nha anh em. Vỏ sau thì cũng rất là dày anh em ạ. À. Vỏ sau thì nói chung là vẫn còn đi tốt nè anh em ạ. À. Bô vòng rất đẹp nha. Con này bô vòng không lủng lỗ, rất đẹp. Chúc em test tiếng máy cho anh em tham khảo luôn. NF Goxi ha, 100. Tem thông số thì 2007, gắt đầu sau rất là đẹp nè mọi người. À,
em quay khá là chi tiết nhé. Anh chị em nào cứ xem kỹ video mới, nếu mà có nhu cầu được mua xe cứ coi kỹ video là đến chốt xe được nha mọi người. Cửa hàng thì trả góp ship xe, anh em cứ alo theo cái số 0983 533 445 thôi, làm việc trực tiếp với chủ nha. Bên này thì cái tem bọng nó hơi xấu chút này, nhưng mà cái xấu này là xấu đáng giá là anh em, chưa thay thế, chưa dặm tốt, chưa làm một cái gì hết, cái này là cái xấu đáng giá này. Xe cũ mà nó còn giữ được chất này thì anh em thấy không, chày nhưng mà nhìn nó vẫn đẹp. Này, lốc đồ tất cả các thứ còn đẹp nè. Rất đẹp. Ổ khóa này mọi người. Ổ khóa còn đẹp nha. Anh em theo dõi anh em để ý ha, mấy ổ khóa này rất đẹp nè. Số chữ nghĩa đồ còn đầy đủ hết nha. Cái chi tiết này, các cái chi tiết sử dụng con này rất là ok nha mọi người. Đây em để ý là mấy con này rất là chi tiết của nó rất là ok này. Giờ coi cái yên xe rồi coi cái đế coi phía trong đã rồi em đổ máy nha, em đổ máy anh em tham khảo. Cái tay dắt là cũng rất là ngon nha. Đây quay chi tiết như vậy nè anh em tham khảo là chất lượng luôn. RS 207 à, giá thì 12.500. 12.500 quá rẻ anh em ạ. Trả góp ship xe 12 năm cho nha. Bình xăng đồ đẹp nha anh em. Anh em coi những chi tiết này nó chưa rửa ráy gì hết á. Anh em nhìn nữa, nhìn nó chất rất là đẹp nè. Hộp kệ đồ ha, yên bọng đế yên thì theo xe này 207 nè. Đấy, yên đồ rất là đẹp luôn. Không gãy gập, yên không gãy gập gì hết, rất đẹp, êm ái nhẹ nhàng. Rồi bây giờ anh em nghe tiếng máy nha. Xe đang nổ máy nha. Chất lắm, con này thì rất là chất nha. Anh em nào mà mua về sử dụng thì rất là tuyệt vời nha mọi người. Anh em nào mua về sử dụng rất là tuyệt vời luôn. À. 12.500 nha mọi người. Xe 12.500, anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo đến hàng sáng qua đầu số 0983 533 445. Con này đẹp từ trong ra ngoài luôn, tất cả các chất zin theo xe là đều nguyên bản hết, chưa giảm tút. Con này vừa mới về nên rất là đẹp, 12 năm thôi, giá trên thì còn thương lượng. Cửa hàng thì có trả góp, có ship xe, anh em nào ở xa thì cứ alo ha. Rồi vậy nha anh em nhớ like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video báo giá tiếp theo nha. Thì trong video sau thì em sẽ chi tiết hơn vài con như là Future X rồi Wenfa rồi nói chung là nhiều mẫu nhé. Hàng sáng thì chuyên với cái dòng đó rất là nhiều anh em ạ. Rồi em xin kết thúc video, cảm ơn tất cả mọi người quan tâm nha.